Hoa thì cũng nhảy được đấy nhỉ? Hoa nhỉ? Mông có ngoắt thế nào không? Phải mông có ngoắt cái nào không? Đấy. Chạy chạy bắt tay cái. Ở đâu? Cái mà có bóng mà lại. Đánh nặng lắm. Gì bóng? Đánh nó đầm bóng. Tin mặt. Tin mặt á? Tin mặt thì gì? Sáng thì tập tốt rồi. Tập cắm dân rồi. Đấy có mỗi là Giang tập tốt. Đi lắm thì thế không đâu có gì đâu có gì. Đi đi đi. Nó thì cũng lấy thôi. Ra thôi. Bóng hơi này mình nhảy sai đó nhảy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đánh nó thắng, thắng. Đấy. Ra thì bắt được cái bóng này khó bắt hơn nữa. Bóng ra nó dễ. Bóng này bắt nó miệng bắt tay. Quẹt này á, đâu chứ? Đỡ mà quẹt này hay là chắc là cái này. Bóng đập mà ví dụ mà đưa này nó vào đây. Chắc là vào ngón thôi. Vào tay này. Tay đấy. Vào tay này mình đập nó có bị gần như là anh em đập beo, để beo tay đây gần như là sai. Kinh tay. Bánh đánh bia đấy là phải uống của con. Ừ đấy thằng đấy. Đấy thằng tôi nó đập cá. Tốt lắm. Quân nó được hai thằng cao nữa. Tốt. Thằng nêu. Chỗ này không phải tướng mà không ở dưới đấy mà chẳng qua là kẻ nó bắt bạch nhiều quá, bạch 15 16 quả thì thằng đầu tiên thì bắt 7 8 quả bao nhiêu quả xét nhau ấy nhỉ. Ừ, thành không vào rất nhẹ ra đây. Bảo mình bắt bạch nhiều quá. Sáng đấy đánh một sáng có đánh sáng sáng đấy thôi. Nó bắt bạch nhiều quá không sao. Mình đánh nó những thằng mà nhảy ra quả đàn sắp dưới đánh là dẫm bắn nó chóng bật xăng đấy đọc một cái đầu tiên nó ra 7-8 quả cái hai thêm chục quả ai thì trước là nó đánh dẫm bạch ở giữa bắt cái xính đấy chắc thế. Ủa giờ nó bắt đâu? Nhìn nó bắt đây. Hôm đấy nó bắt đây. Thì nói thế thôi nhưng mà đánh nhà đấy bắt bắt đều cả hai bên. Mình không biết. Mỗi bên nào biết không? Bên đấy chẳng biết bắt con nào. Vì đánh bóng không sáng ông nhảy xuống không bao giờ đi thằng nào cả nhảy bia hay dặm thằng dặm bạch hết. Chờ cả nhảy bia. Dặm nhảy bia dặm bạch hết. Tốt. Tốt lắm. Đập cắm. Người mà như này là kém. Bóng đánh phải anh như này. Đánh với cho bóng. Đánh nó vươn đi, đánh rồi đánh rồi đánh nữa. Đánh ngoài nào đánh trên bóng rồi úp cũng đánh cứng. Em có thời gian đánh được. Hôm qua đánh ở mà không kiếm được mỗi quả. Nhớ đánh rồi, quả nào đánh còn một tay còn đánh đúng rồi nhớ. Đánh rồi phát tay nhanh. Đánh rồi phát tay nhanh.
Có cái anh gì anh đó đổ thôi. Anh vừa đập vớn. Chả nãy kiểu gì đánh bóng này mẹ mới thấp phải chả nãy kiểu gì lúc nãy là ngoài hoặc là đánh bật tay chắn này luôn. Một mét thứ tư nhảy thêm 50 phân nữa là 2m4 quậy 50 phân nữa quay rung hình mình về máy thử rồi cái đồ nó đã 1m4 rồi sáng rồi chưa thằng lớn rồi đâu người to thì cứ tính chứ có những cái thằng mắt tám ăn cái 89 nó dậy 7-80 phân ba cái khoảng 5 phân nữa mấy cái này hãm vào cái đứa này có hãm đất trong vòng 60 phân nó bóng nó không nhẹ được. Ừ, nó nhảy gần cảnh sát nó với đến cái đầu cọc nó nhảy chết. Bóng gì đâu kéo. Tốt. Ngoài mũi tiếng. Bốn lần giòn đi nhau ơi. Cái thứ ba đấy. Hay. Úi giời. Khỏe lắm, mua bánh 16 chắc là vẫn phải kiếm chất như vậy. Ê, chạy bắt tay cái. Không ngoài đâu. Đánh rất hay.
nhảy. Ui, chạy bóng rồi. Ngoài đánh vừa nhanh. Ui. Ăn rồi. Em đố chị Hòa mà xét ra ngoài được. Cô nếu mà nói chết. Đúng rồi, anh thằng mình cấp cao rồi. Chuyển xe này, đánh đi.